chuyển tiền cho. À, vâng, giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn. Hôm trước đã quay cho quý vị và các bạn một tác phẩm Si Ra Báo của anh Mạnh Nhựa rồi, thì hôm nay lại gặp tiếp một tác phẩm thứ hai của anh Mạnh đây. Tác phẩm này có tên là Duy Ngã Độc Tôn, một tác phẩm Si rất là đẹp. Vâng, nhà vườn Mạnh Nhựa ở thành phố Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Đấy. Duy Ngã Độc Tôn tức là trên đời chỉ có một. Một cây si ngoại quốc rất đẳng cấp, du nhập vào Việt Nam khoảng mấy năm rồi, và hiện tại đang được nhà vườn Mạnh Nhựa sở hữu. Một tác phẩm si rất đẹp, rất chất. Vâng, quý vị và các bạn có thể thấy, nếu mà nhìn ngắm cái bộ thân bệ thì quý vị nhìn như là cây gọi là bị ung thư đấy, bởi vì cái độ già nua của cây quá già, cây nổi lên các cái u cục mụn nhọt rất nhiều. Tay cành thì phải nói là có khác gì đấy, có khác gì lực sĩ Lý Đức Phạm Văn Mách không quý vị, nhìn cuồn cuộn cơ bắp nổi lên. Chất thật. Đây. Đấy, đây là cái gì? Đây là cái minh chứng cho cái việc là sự 5 tháng tuổi già cỗi của cây. Cây nó quá già, nó tức, nó phát ra những cái tụ như thế này. Thế. Ngày xưa rất nhiều anh em bảo là cây bị bệnh ung thư, nhưng mà chả phải. Ngày nay thì các anh ấy bảo là muốn cây được như thế này lại chả được. Cây rất là già. Đây, quý vị và các bạn xem những cái đường thân. Đấy, đường tay chạy. Đây là mặt đằng sau của cây si này. Quá đẹp luôn. Cây này phải nói là một cây rất là nhiều tiền của anh Mạnh. Vâng, anh ấy mang tới một tác phẩm nữa. Đây ạ. Đấy, cây cũng là cây si ra báo. Rất đẹp đúng không quý vị? Cây này thì nó thoát thân hơn cây si kia khoảng 20 phân. Như vậy đến với cả triển lãm Bắc Ninh lần này thì anh Mạnh đã mang hai cái tác phẩm si ra báo đến tham dự cùng triển lãm. Rất là vui. Cái cây si này thì đấy quý vị ạ, cũng rất là già, đẹp. Nhưng mà nếu mà cá nhân tôi nhìn nhận thì có thể là cái cây si kia nó sẽ 5 tháng tuổi, nó sẽ nhiều hơn.
tay cành cây này không được u cục như cây si kia. Mặc dù là một cây si đẹp, mặt này mới là mặt mặt chính này, mặt này mới là mặt đẹp của cây quý vị ạ. Tác phẩm này có tên là Cổ Trường Xuân. Muôn thuở vẫn tươi tốt. Đấy, như vậy đến với cả triển lãm Bắc Ninh lần này thì anh Mạnh góp vui tham dự triển lãm cây cảnh nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, hai tác phẩm Si Dạ Báo rất là quý, có giá trị kinh tế cao. Vâng, bên cạnh hai tác phẩm Si rất là đẹp của anh Mạnh, đó là tác phẩm Thành Đồng Tổ Quốc quý vị ạ. Đây, tác phẩm Thành Đồng Tổ Quốc. Tác phẩm này thì hiện tại vẫn mang tên anh Dương Văn Mười ở Thường Tín, Hà Nội. Trước thì tôi nghe loáng thoáng đâu đấy là có một vị đại gia là cũng ngỏ ý là muốn giao dịch cái giao lưu cái tác phẩm này rồi. Thế nhưng mà chắc là chưa đi đến phút cuối cùng. Một tác phẩm Xanh Nam Điền rất là già cổ kính. Ngày nay thì cây cảnh của Việt Nam thì theo hướng đương đại là nhiều rồi, cho nên là có khi là những tác phẩm như của anh Mười đây, tức là về cái cách đặt tên này, về cái cách đặt tên, cách gọi tên, kể cả như cái tác phẩm Thiên Trụ của anh Dũng, là tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt của anh Nam Lê, tác phẩm là Tiên Lão Giáng Trần đấy, thì quý vị và các bạn có thể thấy là nó tên gọi mang tính chất thuần Việt chứ không phải là Hán Việt, Hán Nôm như ngày xưa các cụ dùng. Bởi vì bây giờ là mình có cái ngôn ngữ tiếng Việt riêng của mình rồi. Đấy, mình tự hào là một đất nước độc lập tự do, có ngôn ngữ riêng, có tiếng nói riêng rồi. Nên mình cứ sẽ đặt tên như vậy, nó sẽ thuần phong mỹ tục, nó sẽ chuẩn xác hơn. Tác phẩm Thành Đồng Tổ Quốc. Quý vị và các bạn ngắm bộ thân vệ rất đã.
Giờ mới để ý kỹ anh Mười làm con cóc đá giống với cả cái đấy, giống với cả cái gốc cây thế.